đưa bàn tay lên, Nhục Quỳnh xin phép được ôn bài ạ. Nếu cô tu nữ thăm má cha rí, cô tu nữ Viriyatana và trong đạo tràng vị nào còn hoan hỷ ôn bài thì xin đưa bàn tay lên ạ. Tại vì cái ngày của sư Tại Quyền chưa vào hơi trễ một chút. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ cảm ơn Quỳnh Quá Thanh đã cho Nhục Quỳnh bài học. Căng hằng thầm măng quýt ba hà, cha xưa khăn phà quê thấp bàn đi tơ ô ca a nơ ca ma gầm ma quỳ quê kê gia thất đô ra măng. Căng hằng thầm măng quýt ba hà, cha xưa khăn phà quê thấp bàn đi tơ ô ca a nơ ca ma ô ca ca nơ ca ma gầm ma quy huệ kê gia thạch đô ra măng. Căng hăng thầm măng quýt ba ha, cha su khăn phá qua dê thạch ban đi tơ ô ca a nơ ca ma gầm ma quy huệ gia thạch đô ra măng. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cần hẳn thăm măng Việt Bà Gia, sủ khăn pha quê thả bản đi tu ô cả anh nô gà mà gầm ma quỷ quê cây giác thà đủ ra măng. Cần hẳn thăm măng Việt ba hà gia, sủ khăn ba quê thà bản đi tô ô cả anh nô gà mà gầm ma quỷ quê cây đi về cây giác thà đủ ra măng. Cần hẳn thăm măng Việt ba gia, sủ khăn pha quê thà bản đi tô ô cả anh nô cà ma gầm ma đi về cây giác thà đủ ra măng. Bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong muôn sự viễn ly thấy tình. Pháp đen, pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư Tôn Đức Nhục Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Và kính chào người phương Nam. Sati Amata, nhà một vị nít. Chữ cái không, Nhật Quỳnh không biết đọc làm sao. Dạ, kính quý vị vừa vào đạo trang. Dạ, Nhật Quỳnh đọc ba lần, kể ba lần. Nhìn hoài không thấy bàn tay của vị nào đưa lên. Dạ, kính chào Bảo Khanh vừa vào đạo trang. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức Đà Từ Bi Hoan Hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 817. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tị Duyên, Sích Thi Na, Vinh Bách Thanh Á, Quang Thanh, Sích Cảnh Đồng Vân đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì đã 7 giờ 4 phút rồi. À, cũng chưa có thấy Thượng tọa Tị Quyền online. Không biết bên Đặng Đông có thấy Thượng tọa Tị Quyền online chưa vậy Đặng Đông? Alo? Đặng Đông, Minh Quách, Hà Na cũng chưa luôn phải không? Và nếu chưa thì chắc Nhật Quỳnh mời xích Đặng Đông. Dạ, để cầm mic một chút. Để khi có thượng tọa vào thì Nhật Quỳnh sẽ xin phép được thỉnh Pháp Sư. Để mình thỉnh Pháp Sư sớm quá. Rồi sư chưa vào lại không nghe mình thỉnh Pháp Sư. Đây là lời dặn dò của Đại Đức Pháp Tính. Nhật Quỳnh khi cầm mic là luôn nhớ tới Đại Đức. Nhà mời Đặng Đông nha. Sĩ Thi Đăng
thích thì samma sankappo samma vacca samma kammanto samma ajivo samma vayamo samma sati. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Tệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Và cảm ơn sức Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Và chúng con đã ôn bài xong và chỉ chờ sư vào. Bây giờ chúng con đã thấy sư vào rồi. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa Tệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Minh Quá Thanh Á đã cho bài học. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lầm mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp. Từ đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn đi, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Tệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao phổ kinh số 88. Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ sư có nghe được âm thanh con kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Châu Phan cùng đại chúng, cảm ơn cô Thanh Đông, cảm ơn Nhật Quỳnh cùng đại chúng. Chúng con thành kính lên đây đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng.
Kính lời đến thường tọa minh hạnh để đức tuệ đức cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Cũng cáo lỗi quý vị là bởi vì cái buổi chia từ kinh chiều này thì cái buổi kinh đó, chúng tôi tụng tham ma chắc với tụng cái bài kinh chuyển pháp luân, cái kinh vô ngã tướng kinh đó, chỉ một số bài nữa thì cái bài kinh rất là dài, và một số bài người ta gửi tới cầu siêu, và cho nên cái thời gian nó dài quá, cho nên vì vậy quý vị quan hỷ đã mình đọc cái kinh đó rồi, cái kinh mà kinh vô chuyển pháp luân và vô ngã tướng kinh thì chắc chắn phải đọc, đọc hàng ngày trong 3 tháng ngày, cũng như là từ tới tháng từ rằm tháng 6, dạ, sau từ ngày chuyển pháp luân á, dạ, vì vậy cho nên ngày nào cũng vậy, và nhiều cái bài kinh dài nữa, nhưng nay chúng tôi cũng cũng ngắn bớt rồi, chứ mỗi bữa là tụng gần 1 tiếng mấy, gần 2 tiếng, rất là dài, nhưng bởi vì chúng tôi giảng cho nên chúng tôi phải đã bớt quả bớt, thì cũng chia phước đến quý vị quan hỷ đến cái đề kinh như vậy, và quý vị cũng quan hỷ chờ đợi cũng như thường thường thứ hai này thì thường chúng tôi để chừng 50 phút gì đó, quý vị cũng quan hỷ và một phần và xin chia phước đến quý vị. Mình bắt đầu chúng tôi vào thời gian. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang apivade misvakkhato phakkhavata dhammo thammang namassami suppatthipanno phakkhavato sāvakasangho sanghang namāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, của nhờ quy lực tam bảo hàng do hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Phật A Di Đà. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu pháp cú số 88, câu pháp cú số 48 nói rằng tức bậc trí sau khi từ bỏ các dục không còn cái vật gì trên đời, nên mong cái sự thọ, cho nên chỉ còn có cái sự mong mỏi, tức là chỉ còn cái sự an lạc, đó chính là cái sự giải thoát, nên thanh lọc bản thân khỏi các quế nhiễm của tâm. Và cái câu phật cú đó là tatra phirati micchaya hitwa kame akinchano pariyo đáp bay giác ta năng chích tất kỳ lê xê hít văn đi tô. Bây giờ chúng ta thích nghĩa. Tách ra phi ra tình, từ cái chữ tách ra cộng với aphiratin, bỏ bớt một cái này gọi là một cái hợp ngữ, cho nên xóa bớt một cái nguyên âm, cái hai nguyên âm nó kề nhau thì phải bỏ bớt. Thì ở đây chúng ta thấy từ tá trá là một trạng từ gọi là ở đó, mà aphiratin từ cái động từ aphirati, hay là nếu mà xin lỗi, đây nó là một danh từ, một nếu mà cái niệm danh động từ đó, tức là một sự thỏa thích. Còn ở đây ichayya nó là một danh từ thuộc động thể ichati, động từ ichati đó, nó là một tha động từ, có nghĩa là aphiratin là sự thỏa thích, còn cái mà cái chay giác ở đây là một sự mong mỏi hay là sự mong muốn, chúng ta nhớ như vậy, sự mong mỏi, sự mong muốn. Cô Nhật Quỳnh có biết không, cô Nhật Quỳnh thích nghĩa giùm cô Nhật Quỳnh. Dạ được, cảm ơn cô. Cái chữ hít toa, tức là từ cái chữ từ căn hai với toa, đây là một động từ là bất biến quá khứ phân từ, bất biến quá khứ phân từ, cho nên tức là sau khi hay là đã từ bỏ, sau khi đã từ bỏ. Còn cái chữ kame ở đây có nghĩa là kame từ cái chữ kama, động danh từ nam tính, đó là
mà mình là xài chứ, chứ cam mê là các dục xài đối cách nha. Tức là cách thứ hai xuất nhiều. Akinjano, Akinjano tức là từ một cái tiếp đồ ngữ Á, tiếp đồ ngữ Á nó cộng thêm với cái chữ Kinjana, ông tỉnh từ. Tỉnh từ tức là không có, không có cái gì. Đó, tiếp đồ ngữ Á nghĩa là không. Kinjana là cái gì, cái không có cái gì. Bất cứ cái gì, là không có bất cứ cái gì. Nè, chữ Kinjana, danh từ trung tính, bất cứ cái gì. Pariyo dapayya, đây là một hợp ngữ. Pari cộng với ý, cộng với awa, cộng với đa, đó là động từ gọi là tha động từ. Từ cái chữ pariyo, pariyo dapayya có nghĩa là sự thanh lọc hay là sự lau chùi. Mà cái tích đồng ngữ pari, à đây cái tích đồng ngữ đó, tích ngữ pari có nghĩa là sự, Paris nghĩa là xung quanh, mà cộng với cái chữ, cộng với á quá rồi nãy, tức là nó thêm một cái từ đa, nó cứ thanh lọc hay là tao lau chùi, dạ. Còn cái chữ Atta năng, từ cái chữ Atta chính đến, đến tự cái thân của mình, nó vậy thôi. Tức là tự, tự, tự cái tự mình á, tức là nó như thế. Còn cái chữ Chitta Kile, Chitta Kile, Kile Se Hi Banito, Chitta Kile Se Hi Banito, đây là từ cái chữ Kile Xá là phiền não, là cấu quế hay là nhiễm ô. Đây như từ nam tính, nó chia theo cách thứ ba do cái sự nhiễm ô. Và cái chữ Bandita, cái chữ Bandito đây từ là danh lộc danh từ Bandita, mà nó chia theo đối, nó chia theo chủ cách, số ít vậy thôi, là người trí, là bậc trí. Cho nên dịch là hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí từ rửa sạch, cấu quế từ nội tâm. Và hòa thượng với đức phổ thơ là phất tay sở hữu riêng tư, cầu vui tịch tịnh chân như niết bàn, gửi bao chướng ngại tham sân, nhiễm ô thanh lọc xứng danh, xứng làm sa môn. Còn hồi nãy chúng ta thấy coi như là một cái nghĩa của nó, cái nghĩa của mà chúng ta dịch theo cái văn xuôi á, chúng ta cũng nên hiểu cái chỗ này. Tức là sau khi từ bỏ các dục, không còn cái vật gì, vị ấy sáng suốt nên mong mỗi cái sự thỏa thích ở nơi ấy. Nếu như cái chỗ này mà chúng ta không dạy, không không nói rõ đó, thì rất là lạ. Cái chỗ này, đây chính là cái gì? Mong mỏi hay là sáng suốt? Sáng suốt đó là cái gì, kính thưa quý vị? Tức là an vui trong cái sự thỏa thích, trong cái sự giải thoát niết bàn. Chứ không phải, thí dụ mình được cái mình thỏa thích với cái kết quả của mình thì nó cũng như vậy. Nhưng đối với các bậc thánh thì các ngài quan hỷ với cái gì? Quan hỷ với cái trạng thái là của niết bàn ở trong tâm của mình, cho nên các ngài rất là vui, các ngài rất là quan hỷ. À, chúng ta nhớ như vậy đó, mà biết được như vậy thì mình mới hiểu được cái mình mới nó sáng tỏ rõ cái câu kinh. Chúng ta nhớ như vậy, tức là không còn vướng hay là không còn dính mắc bất cứ cái vật gì trên cuộc đời, mà các ngài chỉ thỏa thích trong cái sự an lạc. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài để mà hiểu được cái câu này thì chúng ta phải cái câu một cái tích truyện thôi. Tức là các vị tiếp theo đó đi từ ở tại khi cái chuyện này ở tại cái kỳ viên tịnh xá, thì có 50 thầy tỳ kheo sau khi nhập hạ ở nước Cô Sa Lát và đi về thành Sa Di, đến kỳ viên mới là gặp Phật. Sau 3 tháng an cư mới gặp Phật, để làm gì? Kính thưa quý vị, để mới bạch Phật đề, để mới trình bày, mới học mà theo cái tục lệ, tức là thường
Sau khi mà ăn cơ kiết hạ xong, trở về để đảnh lễ thầy mình trình bày. Sau 3 tháng mình tu tập, mới trình bày lại cho thầy những cái kết quả tu tập, để cho thầy sách tấn, để cho thầy chỉ dạy. Thì cũng như vậy đó, kính thưa quý vị. Sau khi 50 thầy tỳ kheo này nhập hạ đi về xong, thì từng vị lên mới trình bày cho Phật về cái sự tu tập của mình trong 3 tháng qua. Thì Đức Phật nghe cái sự trình bày của các vị tỳ kheo này, người này thì thành tựu cái pháp này, người này thành tựu cái pháp kia, với họ tâm họ hoan hỷ, tâm họ nó khó chịu như thế này, nó như thế kia. Thì Đức Phật ngài mới dạy về hãy từ bỏ cái đen cái tối, tức là cái tốt cái xấu trong cuộc đời luôn. Ngài dạy rất là hay. Từ bỏ cái bóng tối mà đi tìm về cái ánh sáng, để tu tập thành tựu kết quả an lạc giải thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khó lạc. Và câu số 88, hay cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch cấu quế từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chối, sống tịnh tịnh ở đời. Thì chúng tôi trình bày một cái câu chuyện nó ngắn như vậy cho quý vị. Bây giờ hôm nay cái thời gian thì chúng tôi giải thích nó rộng cái nội dung bài. Và như thế thì chúng ta cũng nắm như vậy rồi. Các thầy tỳ kheo, 500 vị tỳ kheo này, 50 vị tỳ kheo này về sống sau kiếp ngàn, an cư ở tại Cô Sa Lát và đi về ra cho cái hát. Thì hôm nay giảng cái câu hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch từ cấu quế nội tâm. Dạ, chỉ giảng về câu đó. Cái trạng thái mà hướng tâm đến cái gì, cái pháp mà chúng ta gọi là ba la mật, từng hành động lớn nhỏ, việc thiện việc lành của tất cả chúng ta, mà chúng ta hướng cầu cái sự an lạc, sự giải thoát, gọi là điều mà trong câu kinh chúng ta thường đọc là ý đăng quát tâm mê vui nhân a sa quát khai gia quang hô tú, hay là ý đăng quát tâm mê đa năng a sa quát khai gia quang hô tú. Cái phước lành này hãy là nhân, hãy là duyên đưa đến cái sự chấm dứt sinh tử đau khổ. Thì cái đó là chúng ta cầu vui niết bàn, chúng ta hướng tâm đến cái đó. Và mọi việc làm vì cũng vậy, tất cả trong cuộc sống, trong cuộc đời này, nhiều khi quý vị biết là một cái trạng thái an lạc, tịch tịnh, vắng lặng, một trạng thái không có cầu phải là sanh thiên, cầu phải sanh được giàu sang, quyền quý, dỗi gian như thế này thế kia, đẹp đẽ, không cần như vậy. Cái đó Đức Phật nói là những sự khổ đau sinh tử mà người đệ tử phải cần có sự cầu. Cầu cái gì? Cầu vui niết bàn. Bởi mà cầu vui niết bàn, chỉ có niết bàn, một trạng thái. Niết bàn là gì? Là một trạng thái tịch tịnh, một trạng thái vắng lặng, một trạng thái không còn khổ đau sinh tử, chính là gọi là niết bàn. Bởi vì cuộc đời này còn có sanh thì cuộc đời phải có tử, phải có diệt, có vui phải có buồn, có lạc phải có khổ, hay có khổ rồi phải có lạc. Mà niết bàn là phi khổ phi lạc, một cái trạng thái an vui, không động không sầu. Khi đó không còn cái sự động sự sầu gì với cuộc đời cả. Bởi vì khi thiện tâm, bởi vì tâm đó là chúng ta gọi là tâm của Phật đó, đó. Các ngài là Phật Thánh Thinh Văn. Và cái trạng thái niết bàn của Phật toàn giác, Phật độc giác và Thinh Văn giác, cái trạng thái niết bàn đó, cái tâm nó như nhau. Nhưng cái cách tu chứng thì cũng, cái tu chứng thì cái cách chứng đạt tự mình giác ngộ, và một người thứ hai vị, tức là Phật độc giác và vị Phật toàn giác, vị Phật độc giác là tự mình chứng ngộ. Vị toàn giác là đem ra giáo hóa cho chúng sinh, còn vị độc giác tức là không có giáo hóa, ai hỏi ngài mới nói. Và cái vị Phật thứ ba đó, tức là Thinh Văn giác Phật á, gọi là Savaka Buddha, tức là Thinh Văn giác Phật á, thì vị này nghe mà chứng đắc.
thì cái trạng thái niết bàn nó đồng nhất. Chúng ta phải nhớ như vậy nhé, trạng thái niết bàn nó đồng nhất, chỉ có cái quả vị. Chẳng hạn như có nhiều vị có thần thông, có coi như là lục thông, sau khi chứng chứng niết bàn xong rồi chứng thiền, chứng thần thông, thì nó chỉ dị biệt ở chỗ đó thôi. Và nó dị biệt hơn nữa, đó tức là một vị tự chứng, tức là thầy của chư thiên nhân loại, tức là Samma Sambuddha và Bacchika Buddha, và cuối cùng là Savaka Buddha. Thì cái trạng thái niết bàn đó đó thì cũng tương ứng cầu lạc niết bàn hay là cầu hướng đến niết bàn. Đó là điều cần thiết hơn là cầu muốn cái này tìm cái kia, không cần. Và như vậy thì chính vì vậy cho nên các ngài mới thành tựu được. Trong cuộc đời này còn ước muốn một cái gì đó sẽ còn khổ, còn cầu còn mong còn khổ. Tâm nó như nhiên, chúng ta gọi là tâm nó như nhiên, nhưng sự thật ra không phải như được như nhiên bình thường đâu. Mà cái như cái nhiên đó, nói theo cái triết lý của đại thừa của Bắc Tông, nó ở như nhiên hay là tâm nó khởi sanh lên cái điều này, khởi sanh lên được kia, nhưng sự thật ra không có khởi sanh gì hết. Tâm của các vị thánh là tâm không còn phiền não, tâm còn sanh tử, không còn khổ đau, tâm không thì cũng không có ác, không thì không ác. Cho nên tâm của Phật là tâm không còn phiền não, tâm không còn tái sinh, bởi vì ái diệt, hữu diệt và toàn bộ tất cả các nhân đau khổ đến cắt trừ. Bởi vì sao vậy? Bởi cầu cái tâm mà muốn cầu vui niết bàn á, thì chúng ta mới bỏ cái dục được, chúng ta mới trừ cái dục được, chúng ta mới không có bỏ đi những cái chuyện mà ước vọng của cuộc đời là con người phải có gia đình, phải có vợ chồng, phải có vợ, có chồng, có con, có cái, có gia tài, có sự nghiệp, có danh vọng. Đó. Thì bỏ hết. Các ngài không có một cái sở hữu, một cái chuyện gì hết, tức là không còn cái sở hữu. Không có sở hữu ở đây có nghĩa là sở hữu một cái dính mắc về nhà cửa, vợ chồng, con cái. Cái đó là quả thật như vậy đó. Hay nói một cách khác hơn, cái tâm bình nghiệp của tất cả chúng ta đó là một cái tâm thiện ác khôn lường, nó liên tục khởi sanh. Chúng ta một là thiện hay ác, ba nữa là phi thiện phi ác, tới giờ chúng ta ngủ tới cái tâm nó vô ký thôi. Đời sống bình nghiệp của chúng ta, bởi vì Đức Phật này dạy cái chuyện tu tập chánh niệm hay chánh định là vậy đó, mà để chúng ta có một sự phòng hộ bằng niệm, hay sự phòng hộ bằng định, hay sự phòng hộ bằng tuệ. Cái sự phòng hộ đó để cho không tham ái nó không có vào. Chúng ta nhớ cái bình thường mình có vậy chứ, mình bởi vì mình nghĩ đó, mình không làm ác, nhưng tâm mình nghĩ ác cũng là sai. Tâm mình không làm ác cũng là sai, bởi cho nên Đức Phật ngày kêu bỏ cái trắng, bỏ cái pháp đen, tìm cái pháp trắng, mà pháp trắng này là pháp trắng dẫn đến niết bàn. Chứ nếu mà trên tinh thần của bậc thánh thì bỏ pháp trắng cả pháp đen luôn. Mà 500 vị tỳ kheo này khi đi về bạch Phật, hỏi Phật có nhiều cái án xứ, nhiều cái kết quả khác nhau, thì Đức Phật này chỉ nêu lên ba cái câu pháp cú này để nhằm chỉ dạy cho các vị. Và cái mục đích đó, từ bỏ những cái pháp đen pháp trắng, sống không nhà, sống cái viễn ly. Các người đó là không nhà, đã viễn ly rồi, thì các người phải biết hướng cầu niết bàn. Cái tâm hướng cầu niết bàn đó là cầu đạo giải thoát. Mà cầu đạo giải thoát không phải chỉ cầu nó bình thường, không phải chỉ ước muốn bằng cái chúng ta, cái tâm tư chúng ta ước muốn thôi, mà chúng ta phải có một cái sự dấn thân, là chúng ta biết cái gì. Chỗ này chúng tôi rất là thích cái chỗ đó, là bỏ dục, không sở hữu. Đối với cái người trí tuệ để kẻ trí thì tự phải rửa sạch cái tâm của mình.
ngoài cái chuyện mình bỏ vợ, bỏ con, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình ra đi rồi, rồi mình không cầu sở hữu, nhớ như vậy, không cầu sở hữu là một. Và chính mình phải tự thân mình tu tập, mình phải dẹp trừ cái cấu quế của nội tâm mình. Mình phải tu thiền định, pháp học hay pháp hành. Chứ chúng ta không thể nào mà tu tà tà được. Người sống qua đời chờ qua ngày, hay tu lâu sư cụ, phải chuyện vậy. Mà chúng ta phải có một cái sự chuyên tâm, cái sự cần mẫn để chúng ta có cái sự tu tập nó tốt đẹp. Cái chỗ này rất là hay đó quý vị. Bởi vì cái chứ không phải mà đi vô, bởi vì để trở thành một cái vị địa một người tu thì nó rất là dễ. Nhưng giữ được cái ý niệm tu, một cái tâm lý tu nó rất là khó. Cái hình thức xuất gia đúng đạo, đúng pháp, tức tá bạch tuyên ngôn, 4 lần tuyên ngôn trước tăng và đủ điều kiện thì tăng nhận mình là một vị tỷ kheo ở trong pháp bộ luật này. Cái đó mới là bước đầu. Nhưng cái bước thứ hai đó chính là cái gì? Cái tâm của mình có an trú được, tâm của mình có khép mình vào giới bổ ba la đề một so, và mình có một cái sự thu thúc ở các căn hay không, rồi ăn có quán tưởng hay không, giới quán tưởng này đó, giới quán tưởng, giới thu thúc và giới thọ dụng nha. Thì chính vì cái tâm như thế đó thì mới thoát khỏi cái khổ đau được. Tu phải là chuyện mà chúng ta để cần mà tu cao, phải càng tu cao, chúng tôi nói càng phải đức trọng, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta đành rằng là phàm phu nó còn cái phiền não, nhưng điều mà biết buông bỏ bớt, chứ không phải tu rồi chứa một đống, chứa một thúng là tầm bậy. Đó là những cấu quế của nội tâm, dầu cho buồn hay là dầu cho có giận, cho có phiền gì cũng vậy. Hồi chiều này có một Phật tử họ nói rất là khi chúng tôi có thuyết pháp, cái người ta ồn ào, cái một vài người ta nói chuyện, người khá làm việc riêng vậy đó, họ mới cự, họ nói họ có chủ quyền, họ là chủ cái rung, cho nên họ có thích như vậy. Mà nhiều lần họ bực bội thì họ hỏi chúng tôi, biết cũng đừng có bực bội chi, cái chuyện đó chúng sinh mỗi người mỗi ý, chúng sinh nó có cái nghiệp khác nhau, bây giờ nó không có nghe mà nó thích, nó quậy, rồi cô cứ ám ảnh những cái chuyện đó là cô bực phiền. Thì cô nói không, con không có tâm ác gì đó, con cũng không có sân hận với họ nữa, nhưng điều mà con làm cái đó để con giữ cho người ta nghe pháp, chứ con đâu có làm gì, con đâu có cái lỗi. Thì chúng ta nghe nói vậy thì rất là đúng, phải không nè, nhưng điều mà sự thật ra cũng cần bị dính mắc vậy à. Chúng ta không, nếu mà họ không quậy phá thì thôi, chúng ta tiễn họ đi là được rồi. Nhưng điều mà cô ta có nhiều cái khắc khoải, có nhiều cái sự bực bội, thì chúng ta nói đừng có bực bội như vậy mới được. Thì người á, có người tu á, thì người không tu, có cái thiện có cái ác, có cái người thích nghe đạo, có người không thích. Họ vô họ gặp, họ muốn chat, họ muốn như thế này, họ muốn như thế kia, họ đặt điều này đặt điều nọ, mình đừng có bực bội. Mà người tu phải vậy đó quý vị, mình phải tập. Bây giờ quý vị, hồi xưa đó, bây giờ quyết gì cái này nói kia, hoặc là chát chục như thế này thế nào, tự nhiên mình thấy bực những điều mà càng ngày rồi mình cảm thấy bình thường, cứ bình thường để mình cứ làm việc của mình đó, thì nó cảm thấy nó rất là an lạc. Chứ còn mình bị dính mắc một cái chuyện gì đó thì người tu cần lắm, đòi hỏi lắm, khi mà chúng ta đối với cái cảnh, gặp cái cảnh đó quý vị, mà chúng ta biết trong sạch hóa cái lương tâm của mình, không động không sầu, đừng có bị lôi kéo, đừng có bị người ta xui khiến, đừng có bị người ta lôi kéo, dầu cho người ta có tiền có quyền, cũng đừng có gì một cái tình cảm mến thương, cũng đừng có gì một cái sự phân kỳ phân ly của chính mình, mà mình phải dùng bằng trí tuệ. Thường thường kiếp chúng sinh sống bằng cái thương ghét, bằng cái mến thích, cho nên chúng ta sẽ bị trả giá cái này rất là nhiều. Cái người mà chúng ta thích đó thì có tốt và xấu nó cũng đã thành tốt, cái người chúng ta không thích thì có tốt cũng thành xấu. Cho nên đó chúng ta không có ghi nhận được chân lý, không có chấp nhận cái giá trị chân lý. Xấu là xấu mà tốt là tốt, chân lý là chân lý mà cũng tà
tà lý là tà lý, chánh giáo là chánh giáo, mà tà giáo là tà giáo. Nó rõ ràng. Cho nên chúng ta mà có muốn đổi lại thì bằng một cái ái chấp của chính mình, bằng một sự ngu si của chính mình che, mình đẩy, mà nó nguy hiểm vô cùng. Bởi vì sao? Nó cản đi một cái ý niệm nhận chân cái chân lý, cái sự an lạc, cái sự giải thoát. Cho nên từ cấu quế của nội tâm mình nó cũng sản sinh điều đó. Có những con người nhân danh công lý mình nói mình làm đúng. Thí dụ như bây giờ mình dạy con mình dạy đệ tử, nếu mình trong chùa dạy đệ tử mà la rầy bực bội đánh đập, cái điều đó đúng hay là sai? Đúng trên cái tinh thần hiểu biết của mình, nói theo đời như nói theo đạo là sai. Không cần thiết phải bực bội, không cần thiết phải đánh đập, không cần thiết phải mắng nhiếc, không cần thiết phải nói nặng nói nhẹ. Cái này nói thật đó quý vị, bởi vì nghiệp của họ và cái ái luyến. Bởi vì tại sao mà người khác chúng ta không bực mà người này chúng ta bực? Bởi vì con của chúng ta, cái này đệ tử của chúng ta, cái này người thân của mình, vậy thì chính vì cái đó là cái khổ chứ đâu phải là cái đúng đâu. Nhưng về cái đời á, người ta nhìn bằng cách của cuộc đời thì người ta cho là đúng. Bởi vì con tôi phải dạy nó, không dạy nó hư thì nó tất cả điều này điều đó. Chứ sự thật ra cái hư cái nên cũng đều do cái duyên cái nghiệp của nó. Còn làm cha làm mẹ đó, có những người cha mẹ không có cần roi vọt đối với con cũng tốt đẹp. Có những người nhiều người cho roi cho vọt đối với những người con nó cũng không có tốt. Cho nên cuộc đời này nó cũng có cái nghiệp riêng của nó, nhưng làm sao chúng ta cố gắng hết sức mình, còn cuối cùng là cái duyên của nó. Người đệ tử cũng vậy. Cho nên tất cả chúng ta đi theo cái nghiệp của mình, mà chính nhiệm đi theo cái nghiệp của mình. Vì vậy là nợ trần ai nó đã như thế là quá đủ. Bởi vì nó có người trí đó, khi họ nhìn thấy, cũng như chúng ta thấy ngày xưa đó, khi mà Sĩ Đạt Ta khi mà bỏ hoàn thành, từ bỏ vợ đẹp con xinh mà đi á, thì vừa mà tính bỏ ra đi á, thì lúc đó ra hữu lá xuất hiện. Thì nếu là một người cha mà có một người con mà trong hoàng thân quốc thích, mừng quá, rất là vui mừng, mở hội mở tiệc gì để đón mừng đón chào riêng về Sĩ Đạt Ta, ra hữu lá, sự trói buộc, ra hữu lá là sự dây trói á. Cái tên của ngài ra hữu lá đó là sự dây trói. Các ngài nhìn cái đó là một sự dây trói. Cũng như chúng ta nói là vợ chồng con cái, đó chính là một cái nợ trần ai, chứ không phải là một cái điều gì. Nhưng cái đó bằng một cái thế gian thì cái đó là cái tài sản, cái đó là cái kết quả của kết quả của vợ của chồng, nó ra những đứa con là những tài sản, mình thương con mình chứ không để lại cho con mình chứ để lại cho ai, vân vân. Thì tất cả cái đó là một cái chấp ngã riêng. Thì với cái người tu tập thì chúng ta vượt qua cái gọi là cái chấp riêng, chấp ngã của mình. Hay là đây là đệ tử của mình, ngay cả cũng vậy, đệ tử của mình, chùa này người thừa kế thừa phải là đệ tử của mình, phải người thân quen của mình, nhưng sự thật quên rằng chùa này là của tăng, do tăng quyết định. Rồi nhà cửa bên ngoài thì do con cái, chứ còn trong phải là cho đệ tử của mình, cho người thân của mình, mà chính do tăng quyết định. Thì tự nhiên nó rất là khỏe. Chứ bây giờ thí dụ giờ tôi đặt cho bây giờ lỡ mà tôi chuẩn bị tôi chết, tôi nó phải cho ông này ông kia, thì chuyện nó cũng không có được. Tùy cái duyên à. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này bỏ tất cả để cái gì? Mình rửa đi, mình chùi đi cái gì, cái phiền não ở trong lòng mình. Từng cái hành động lớn nhỏ, thường thường mình đừng bao giờ có cái ý nghĩ xấu về người, đừng nên nói xấu người, đừng nên hành động đến với người một cách ác mà một cách ác xấu, bằng cách tức là thân hành động ác, khẩu nói lời ác và ý suy nghĩ ác. Khi mình suy nghĩ ác, đây là tâm ác khởi lên. Có một điều thôi, đường sinh tử hồn ai nấy giữ, ông tu đắc và tu và đắc. Và cái pháp độ của mỗi người nó cũng khác nhau. Mình cũng không được phép mà xem thường người ta. Rồi mình không được phép mà chúng ta coi họ là nhỏ hơn chúng ta, chưa chắc đâu. Nhiều khi người ta là
cái pháp độ người ta còn lớn và cao hơn mình, mình chưa biết. Bây giờ mình đang là thầy người ta, cũng như mình đang là cha là mẹ người ta, nhưng cái phước của các con nó lớn hơn cha mẹ. Cũng như người thầy, chưa chắc cái pháp, chưa chắc cái phước bằng người đệ tử đâu. Nhưng cái duyên là cha là mẹ, là duyên là thầy, nó chỉ thế thôi. Cái duyên nó như vậy là một việc, nhưng cái phước chưa biết ai lớn hơn ai. Chúng ta nhớ cái điều này bởi vì chúng ta không có bị vướng cái sở hữu đó. Chúng sinh có cái nghiệp riêng, con nó có nghiệp riêng, người đệ tử cũng có nghiệp riêng của nó. Là bây giờ mình cuối cùng rồi, bởi vì mình đừng có hy vọng về con mình hay những người, hy vọng những người đệ tử tạo những coi như là hổ phụ sanh hổ tử, hay là thầy giỏi, coi như là thầy hay thì trò giỏi. Khoan, đừng có nói cái đó, cái sự mong ước đó là cái sự mong ước, nhưng cái là cái duyên nó tạo thành. Vậy chúng ta không có bị dướng dấp cái điều đó thì chúng ta rất là nhẹ nhàng. Mà cái sự tu tập á, là cái sự tu tập cần thiết những cái điều đó. Bởi vì sao? Đối với cái người trí là chúng ta phải phản tỉnh lại. Sống để làm gì? Nói một cách hay là nói tu để làm gì quý vị? Đây là câu trả lời cho mọi người. Tu để làm gì? Sống để làm gì? Chúng ta có thể trả lời sống để tu, tu để làm gì? Tu để chúng ta tạo những thiện sự, những pháp độ. Mà chính đó là tức là tu để chúng ta cầu vô niết bàn. Đó chính là ý niệm hướng thiện một cách cao cả, một cách tốt đẹp nhất. Chứ còn tu mà chúng ta làm thiên, làm người, làm trời, làm này làm kia thì cái điều đó chúng ta không tu, chúng ta tạo cái việc thiện, tạo những cái phúc lạc bình thường thì nó cũng đạt được những cái đó rồi. Nhưng điều mà cầu vô niết bàn thì nó là một trạng thái khác hơn, là một điều mà Đức Phật là luôn luôn người đệ tử hãy cầu vui với niết bàn, bỏ tất cả, không tập cầu để gì để không bị trói buộc. Mà chính cái giá trị không bị trói buộc đó mới là một sự tu tập tốt. Chúng ta làm thiện, làm việc thiện cũng vậy, bằng một sự phụng sự để cho tâm tạo nhiều cái thiện duyên. Chứ không phải chúng ta tập, chúng ta làm riết rồi á, rồi chúng ta như là một cái, nó như là một cái máy thì tự chúng ta bực bội. Cái tâm tư chúng ta phụng sự thì nó là tâm khác. Vô trong đây chúng ta thấy, chúng ta trục trặc cái gì chúng ta cũng thể cũng giúp được. Chứ nếu như chúng ta tự mình mình phải làm như thế này, mình phải làm như thế nọ, thì tự tâm chúng ta sanh sự thì sự sanh, nó sẽ xảy ra, nó sẽ mang tới nhiều cái mà chúng ta hết sức là bực bội, hết sức là khó chịu. Mà từ chỗ bực bội, từ chỗ khó chịu như vậy thì rồi tất cả chúng ta là bị một cái gì, một sự đồng nhất, đó chính là không có an vui, không có an lạc. Mà chính vì tâm không an lạc, tâm không an vui đó, nó gây cho mình nhiều cái đau khổ. Chứ sự thật ra cũng chẳng ai mà làm phiền mình, mà chẳng ai mà làm khổ mình, mà chính mình làm cho mình khổ. Cái sự cầu vui niết bàn, một cái sự mà gọi là gội rửa cái tâm của mình là một quy trình hết sức là chi tiết và lớn lao. Nói như vậy chứ quý vị, mất mát một chút xíu tiền của là một sự đau đớn, mất mát với danh dự là một sự bực bội. Mà làm sao chúng ta phải tập nó đỡ hơn, đỡ phải mệt mỏi hơn. Biết buông bỏ, biết tha thứ, biết cho qua, đó mới là một trạng thái cầu đạo niết bàn, cầu đạo giải thoát, hay là cầu Phật đạo. Chính là trong cái đời sống chúng ta bình thường chúng ta làm nha. Nó hay lắm quý vị. Cho nên vì vậy đứng trong cái tinh thần tu á, chúng ta cầu mong, chúng ta cầu
ước mong đến Niết Bàn bằng cách tức là chúng ta thực hiện trong cái đời sống, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý của mình để chúng ta cầu, thì nó được nhiều cái sự phục lạc, nhiều cái sự an lạc đến cho mình, đến cho người. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta chỉ biết cầu nguyện không, cũng phải là một vấn đề. Vậy coi như chúng ta phải sống trong đời sống. Sự thật ra đó, thí dụ như là sống mà chúng ta biết một cái hễ mà biết gội rửa cái thân tâm của mình bằng cách tức là quán về tam tướng, về cái sự vô thường, về cái sự khổ não, về sự vô ngã cũng được đó. Mong manh lắm một kiếp người, mong manh lắm một kiếp người, chỉ một hơi thở. Khi ta hơi thở này chấm dứt rồi thì sự nghiệp, vợ chồng con cái, vợ đẹp con xinh, bao nhiêu tiền của bỏ lại tất cả. Mà thế giới hiện nay đang bị cái đại dịch này, thì cái sự sống cái chết chỉ trong một hơi thở. Muốn thở mà thở không được, cái duyên tới đó. Hiểu như vậy, biết như vậy, người ta từ bỏ cái gì cũng như là giá xá vậy. Biết như thế cho nên từ bỏ tất cả. Biết bao nhiêu người có tấm tham rồi chồng chất, biết bao nhiêu là cái tham, cái khổ trong cuộc đời, mà rủ cùng không bao giờ vừa lòng với những cái gì mà mình cầu, mình mong, mình muốn hết. Và ai biết được ngày sau nó sẽ ra sao. Chúng ta sống ngày hôm nay làm sao mà bảo đảm cho ngày mai. Thì chính đó là những cái mà tâm tư chúng ta phải khởi lên như vậy, để gội rửa cái tâm tham chấp của mình. Quý vị muốn con cái phải như thế này, muốn con cái phải như kia, chưa chắc. Bây giờ nói chứ chúng ta không biết, không biết chúng ta cũng chết trước. Coi như xin lỗi chứ, không biết nó chết trước mình, hay là mình chết trước nó, hay nó chết trước mình, ai lo cho mình? Tự mình mới lo à. Có nhiều người con chết trước cha chết mẹ nhiều mà. Ê, như vậy thì ai lo cho mình? Hay đừng có nghĩ người nào lo cho mình, mà tự mình lo cho mình thì thôi. Đó chính là bước buông bỏ, không có biết ái luyến, không có biết cầu, không biết cầu lụy, và thì chúng ta sẽ được an vui hơn. Và ở đây có nghĩa rằng chỉ cho ta là cầu vui niết bàn, không có sở hữu, không có bị vướng mắc. Và đối với cái câu này thì đối với các bậc thánh á, thì người ta đang thọ thích, người ta thọ thích trong cái trạng thái niết bàn, sự giải thoát, vui trong cái vui đó. Và do tại sao như vậy? Bởi vì các ngài đã có cái sự thanh lọc, các ngài đã có một cái sự chứng đắc, các ngài đã có một sự thành tựu một cách viên mãn cái sự tu chứng của mình. Cho nên trong tâm của các ngài không còn ô nhiễm, trong tâm của các ngài không còn cái sự khổ đau, không còn sự sanh tử. Đó là một giá trị an lạc tuyệt đối trong cuộc đời. Dạ. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin có đôi điều xin trình bày cái duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú số 88 là như vậy. Nếu có điều chi sẽ tất kính ngưỡng mong toàn thể chư tỳ quan hỷ kính chấm dứt thời gian thức ra đây, trước khi dừng lại kính dân Phật phước lành để thành được thánh tứ đại kim vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chân linh giác đức kỹ linh ở tại chùa Quảng Nghiêm chùa Vũ Đức, cũng như tất cả chư thiên ở các nơi, mong cho làn dịch Covid chấm đi qua, và cũng như để chúng sinh được an cư lạc nghiệp, và mong cho tất cả chúng ta được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, nam mô Tam Bà Ni, nam mô Sắc Ca Ni. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền đã giảng bài học số 88 ngày hôm nay cho chúng con nghe, hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Quyền. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, kính dân mít đến sư. Dạ, sư có trước máy không? Dạ. Dạ, kính trình sư Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không, cho con một tín hiệu. Dạ, dạ thưa Đại Đức Tuệ Đức có trước máy không? Vậy là Đại Đức Tuệ Đức không có trước máy rồi. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Quan tu sa mangalang rakhan tu sa padevata sa paputha nu pha ve na sa pathama
Nupha ve na sapa sangha nupha ve na soda sukhi pa wan duk đình. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quá của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh, thượng tọa Tuệ Quyền, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti quy ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha quy hà ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sappa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa sang ba tit cha te sappe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sẵn khổ hồ tu sa mắc ngô wa a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc tham mô sắp bề pi tham ma cha ri no quốc thiêm sầm pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống nhất.